xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời đi con. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ chào chị, chào chú Yên Linh ở bên kia và chào tất cả mọi người. Xin chào. Em tên là Tú Trinh, năm nay thì em đã 28 tuổi rồi. Hiện tại thì em ở Củ Chi ạ. À. Ở Củ Chi với ai? Dạ em sống với lại gia đình có ba mẹ và em trai. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Ở đâu cơ? Dạ cũng ở Củ Chi luôn. Rồi. Mời em trai. Con chào chú Yên Linh. Được không? Em chào chị Ngọc Lan và chào bạn nữ bên cạnh. Em tên là Nguyễn Đình Công, em sinh năm 1994. Hiện em đang làm kinh doanh. Kinh doanh tự do hay là nhà hay là kinh doanh cho ai? Công ty của con. À công ty hả? Tên Đình Công vô công ty mệt quá ha. Dạ. Bởi vậy mới tự mở công ty tự làm luôn. Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu Đình Công? Dạ thưa chú là con sinh ra trên Đắk Lắk. Đắk Lắk. Dạ. Bây giờ mình làm ở quận? Dạ con đang ở bên Gò Vấp và làm tại Gò Vấp. Gò Vấp luôn. Dạ. Ở kia Củ Chi, Gò Vấp lên Củ Chi cũng hợp lý ha. Trinh cho bên nhà trai biết ưu điểm khuyết điểm đi Trinh. Ưu điểm của con theo mọi người nhận xét đó là người rất là nhiều năng lượng, truyền tới năng lượng tích cực cho mọi người. Ừ quá tốt. Có một cái tinh thần sống khá là vui vẻ, tại vì em cũng thích chơi thể thao, em thích ca hát, thích đọc sách. Chú rất là thích khi những người nào luôn luôn đem năng lượng tích cực cho mọi người. Cuộc sống nó bộn bề, mệt mỏi, mưu sinh tất bật, mà suốt ngày chúng ta chỉ nghe những điều tiêu cực hoặc là chúng ta chỉ lan tỏa điều tiêu cực thì thật ra cuộc đời này nó cũng tiêu cực lắm. Mình có một cái khuyết điểm gì không Trinh? Tại vì công việc của con á là con cũng có hay nói nhiều, con có kia một mảng về đào tạo ở trong đó nữa, cho nên là con xử lý công việc thường con muốn xử lý nó rất là nhanh, cho nên là khi nó có cái gì đó vấp lại thì sẽ hơi bị cục tính một chút xíu, hơi bị khó chịu chỗ đó một chút xíu, nhưng mà qua rồi xử lý xong rồi thì thôi, có thể lúc đó là rất là giận dữ nha, nhưng mà sẽ không có để bụng lâu. Đang làm mà nó ngưng lại khó chịu lắm. Dạ đúng rồi. Đôi khi nó cũng hơi cọc tính như cái chuyện đó lúc đó thôi. Những người cục tính vậy thì họ trong lòng không để lại gì xấu hết trơn á. Dạ. Bên nhà trai sao nè? Dạ thưa chú là ưu điểm thì con hòa đồng, tại vì đặc thù công việc của con nên là con hay phải có cái tính là lắng nghe mọi người nhiều. Về nhược điểm thì thường thì con là người hay làm việc nhiều trong ngày, gần như thời gian của con hiện tại là làm việc không. Như làm việc ở công ty hả? Dạ. Quản lý việc kinh doanh này kia hả? Dạ đúng rồi. Cũng rất căng thẳng đúng không? Dạ, đặc biệt trong giai đoạn này. Ừ, giai đoạn này căng thẳng lắm. Công ty con thì năm ngoái thì lớn mạnh, nhưng mà vì sự cố cho nên là con đang bắt đầu lại từ đầu. Nhưng công ty đó của con hay là dạ, của con? Của con luôn hả? Dạ. Mình chủ yếu là kinh doanh về gì? Dạ con có hai mảng, một là mỹ phẩm với hai là thực phẩm chức năng. Nhưng mà nếu có mọi người luôn luôn lan tỏa năng lượng tích cực như Trinh á, chúng ta cũng sẽ rất là thoải mái hơn, cũng đừng ép mình vào những cái căng thẳng quá. Mình có chơi môn thể thao nào không Công? Dạ có, chủ yếu là chạy bộ với đá bóng. Tốt. Nhà gái cho chúng tôi biết đường tình duyên sao nè. Đường tình duyên thì nó cũng có hơi lận đận một chút đó chú, tại vì năm nay cũng 28 tuổi thì con cũng có hai mối tình chính rồi. Một mối tình thì hồi cấp 3, lúc đó em mới học lớp 10 thôi, kéo dài quá. Chính vì yêu sớm cho nên kết cục nó không có được viên mãn lắm. Mối tình thứ hai thì tụi con mới chia tay gần đây cách khoảng 1 năm, hai bên ở cái khoảng cách quá xa. Ở đâu mà xa chứ? Ở đâu? Dạ ở Bình Thuận à. Tưởng đâu ở Bình Nhưỡng thì xa chứ ai Bình Thuận mà xa gì. Có lẽ tình yêu chưa đủ lớn á Trinh ơi. Đúng rồi. Còn nhà trai thì sao? Không, con có hai mối tình, một mối tình là 4 năm và một mối tình là hơn 2 năm. Sao mà chia tay? Dạ mối tình đầu 4 năm là thời sinh viên, mối tình thứ hai thì chủ yếu là về gia đình. Gia đình không chấp nhận do một phần nữa là khoảng cách nữa, nếu mà có tiến tới xa thì bọn con sẽ có những cái không cho phép. Bây giờ nếu như mình lấy vợ về thì mình sống ở đâu Công, mình có định hướng chưa? Chắc chắn là sẽ phải định cư ở Sài Gòn. Mình nói về tương lai đi. Đúng ha rồi. Nhà gái cho chị Lan biết là em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Mọi người cũng hay nói em là người khá là suy nghĩ nhiều và em thích là một cuộc sống nó phải có cái sự ổn định, có kế hoạch trước trong tương lai ấy. Người đàn ông em nghĩ là em đã nói nhiều rồi thì bạn trai sẽ là người hơi trầm tính một chút xíu, bạn sẽ chững chạc trong suy nghĩ và bạn biết quan tâm và điều phối mọi việc trong gia đình, bạn sẽ cán đáng được cái phần đó, những công việc bên ngoài bạn sẽ lo. Còn em thích những bữa cơm có tất cả mọi người ngồi xung quanh đầm ấm, là em thích những buổi tối được ăn cơm cùng với gia đình như vậy. Người phụ nữ của gia đình. Xin chào. Dạ con chào chú. Con có mong muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào không? Con cũng khá là cao và đô con cho nên là muốn cao đúng không? Dạ đúng rồi. Để đó chị Lan qua kiểm tra. Đẹp trai tôi hơi ngon rồi nha, đẹp trai à. Chào nhà trai. Dạ em chào chị. Trời ơi em ơi ngon lắm. Được á. Được rồi, cao biết còn... nhiêu nhưng mà thấy ngon. Mong muốn gì nữa? Chị Lan đứng sẵn bên đây là nói chị đi, Lan hỏi bây giờ luôn. Muốn gì nữa nè? Anh Công đúng không ạ? Dạ. Cái mẫu người mà ở ngoài hoạt bát quá hay là nói nhiều quá thì anh có bị e dè không anh? Trong công việc thì thường như anh cũng phải nói nhiều mà. Em có hơi nặng cân một chút xíu thì có là vấn đề với anh không? Mẫu người của anh chủ yếu là về con người, về tính tình thôi chứ còn ngoại hình thì mình... Cân nặng đâu quan trọng đúng không? Dạ đúng rồi. Cỡ chị Ngọc Lan thôi. Ừ. Cỡ chị Lan à. Dạ. Tôi thấy tôi chấm nhà gái luôn rồi đó. Dạ. Công thì... sao? Công mong muốn có người bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu người của em thì chủ yếu là về tính tình thì có hướng về gia đình cha mẹ nhiều. Em thì không muốn người phụ nữ ấy thì kiểu hay
free chút xíu, hay thích chuyện này chuyện kia. Hay thích nhiều chuyện đúng không? Dạ, ý vậy đúng không? Dạ. Cô này không nói mất nhiều chuyện đâu, nói rất nhiều cái chuyện để giao tiếp thôi. Dạ, vậy nói nhiều khác nhiều chuyện kia đúng khác. Rồi. Bây giờ thì chúng ta mình gặp hỏi người thân đi. Chàng trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi cùng với một người bạn và một người em của em. Chào nhà trai. Xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Em là bạn của bạn Công. Từ lúc mà em quen bạn Công thì cũng tầm 4-5 năm rồi, mà bạn Công chưa có mối tình nào, cũng ế khá lâu rồi. Bạn ấy là một người chú Quỳnh Linh có nhận xét thì khá là trầm tính, nhưng mà cũng hòa đồng hoạt bát, vui vẻ chứ không phải là lầm lì. Bạn Công là một mẫu người của gia đình. Nếu mà người phụ nữ nào mà tiến đến được với bạn Công thì có thể là bạn ấy sẽ chăm lo được rất là tốt. Bạn nữ bên này thì cũng khá là xứng đôi với bạn Công, thì cũng hy vọng là hai bạn cho nhau một cơ hội để có thể tiến tới được với nhau. Rồi, cảm ơn anh trai. Xin đi với ai? Dạ, con có đi theo với lại hai người bạn ạ. Ừ, hai người bạn nữa. Người bạn có ý kiến rồi nào? Con chào chú Hiền Linh, em chào chị Ngọc Lan, chào anh. Và em là bạn thân của chị Tú Trinh cũng lâu rồi. Chị là một người rất là dễ thương, hoạt bát. Đối với anh thì em thấy anh đẹp trai, tài chính ok rồi, công ty thì kiểu vững chắc rồi. Thì em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội. Em xin hết. Rồi, cảm ơn. Thôi mình nghĩ rằng hai bạn đủ sức để có thể đưa ra quyết định chính xác. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt thôi. Mở rào. Chuyện còn lại là của Công. Dạ vâng. Bắt đầu đi Công. Tới đi. Anh có món quà tặng em. À vậy em cảm ơn. Em cũng có chuẩn bị qua quyển sách. Thời gian rảnh thì em cũng đọc sách nghiên cứu. Và mong anh cũng khi mà có thời gian rảnh thì mình cũng sẽ đọc, mình tìm được một số lý tưởng sống ở trong quyển sách này. Anh cảm ơn. Dạ. Em thấy anh sao? Mới lần đầu gặp thì cũng khó để mình tìm hiểu sâu coi nó như thế nào nha. Thì cái nhìn giao diện đầu tiên đó. Cái nhìn đầu tiên đó, cái nhìn đầu tiên em thấy anh sao? Giao diện đầu tiên thì ổn chú. Anh thấy em như thế nào? Cũng ổn. Làm văn phòng cụ thể em làm về công việc gì? Em là nhân viên kế hoạch sản xuất và có kiêm thêm một mảng về đào tạo. Như vậy thì thời gian em còn được dư nhiều. Thật ra thì em chỉ sắp xếp làm việc trong giờ hành chính thôi. Những cái buổi chiều thì em vẫn có thể sắp xếp thời gian để chơi thể thao. Em có một cái đội đánh cầu lông, mà trong cái hội cầu lông đó nó cũng có một cái chỗ để chơi đá bóng nữa. Hồi nãy em có nghe là anh có chơi đá banh đúng không? Có. Tuy là không có chơi chung một môn thể thao nhưng mà mình có thể đi chung với nhau. Thời gian anh lại làm gần như bị ngược với em một chút xíu. Thời gian hành chính thì các bạn nhân sự ở nhà làm, còn anh thì hệ thống ở phía sau thì anh lại phải làm vào cái giờ các bạn đang ở nhà nghỉ. Trong tuần thì thực ra gần như là nếu mà em có thời gian rảnh và mình có thể hẹn hò thì anh gần như có thể sắp xếp được. Cụ thể là mình chỉ có thể rảnh buổi sáng thôi. Gần như buổi sáng thì anh phải bận, bởi vì buổi sáng chính là buổi mà anh phải theo dõi số liệu của công ty. Tại hồi nãy anh nói là nó ngược thời gian với em, mà em làm giờ hành chính thì em sẽ làm từ sáng cho tới chiều khoảng 5 giờ. Anh thì cố định là buổi sáng một chút, đến trưa thì lại rảnh, nhưng mà buổ tối thì gần như là phải xem xét lại. Vậy là đi coi phim là phải đi 12 giờ trưa. Là giám đốc nào? Mà tao muốn nghỉ cũng làm. Không. Em quan niệm thế nào về một gia đình? Em rất là mong muốn có một người bạn, có thể không phải là một người chồng không, mà có thể là bạn tâm giao, để có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện ở trong cuộc sống. Mình có thể là những người yêu nhau nhưng mà rất khó nói chuyện với nhau. Em mong muốn một người có thể chia sẻ được những nỗi niềm mà khi mà mình gặp người đó, mình có thể, ví dụ em có một chuyện buồn gì đó là em sẽ nghĩ ngay trong đầu tới người chồng, người yêu của mình, để người đó có thể là chia sẻ được với mình. Thứ nhất là chia sẻ, thứ hai đó là người đó phải, cái gia đình phải cán đáng và mọi người phải có chung một cái quan điểm. Em nghĩ là ví dụ như có chung mục đích đến, anh muốn hai người con, em cũng muốn hai người con. Chúng ta có thể có những cái quan điểm trái ngược với nhau, nhưng mà mình là những người có thể lắng nghe nhau để mình có thể phân tích ra đâu là cái điều tốt nhất cho gia đình của mình. Về những cái mà em chia sẻ thì thực ra là cũng là con người của anh, cho nên là anh nghĩ là anh có thể làm được việc đó. Khi mà làm việc thì em có thể rất là nghiêm túc. Mọi người hay nói là nhìn mặt em làm việc nó cọc lắm, cho nên là không ai muốn lại gần hết. Nhưng mà em cũng thích làm nũng người yêu nữa, cho nên là ví dụ anh đang làm việc, đang trong cái trạng thái rất là bận rộn vậy đó, nhưng mà em lại ví dụ như nhắn tin nói là anh ơi em đang buồn một cái gì đó, thì hoặc là em cần cái sự chia sẻ gì đó, thì anh có cảm thấy phiền không? Không. Vậy mà nếu mà đi với mình đến cuối đời thì đó mới là việc quan trọng nhất, thì anh cần phải lắng nghe. Cho nên là những công việc khác trừ những cái cấp bách quá thì anh cũng có thể nhắn lại với em là chờ anh 5 phút hay gì đó để anh xử lý cho xong cái đó đã, rồi khi đó thì anh sẽ chủ động liên hệ với em sớm nhất có thể. Em cũng chỉ mong là như vậy thôi. Có nghĩa là sau khi mà mình dành hết thời gian cho công việc thì khoảng 15 phút thôi cũng được, mình có thể bận rộn nhưng mà mình có thể gặp nhau một xíu, chở nhau đi vòng vòng, uống một ly cà phê thôi cũng được. Chứ em sẽ không mong muốn là mình phải đi chơi chỗ này, đi du lịch chỗ kia. Quan trọng là cái thời gian mình dành cho nhau nó sẽ giá trị. Xa hơn nữa, các bạn hình dung về một gia đình trong tương lai coi. Thì anh là người sống gia đình, cho nên là anh cũng chỉ muốn một gia đình là hàng ngày có thể công việc rất là bộn bề, nhưng mà tối thì cũng quây quần với nhau, bữa cơm có cha có mẹ có con, rồi cùng nhau thảo luận về cuộc sống một ngày đó trải nghiệm ra sao kiểu vậy. Dạ, cũng khá là tương đồng với lại cái ý của em. Quan điểm về con cái đi. Con cái đối với anh thì anh không có quan trọng là con trai hay con gái. Anh chỉ quan tâm là cái việc mà anh có thể làm gì để sau này con của mình là có thể là một người có ích cho xã hội. Người con đó có thể làm gì sau này cho cuộc sống của nó. Mình sẽ cho
bé biết đó là ý nghĩa trong cuộc sống nó là như thế nào, vừa với lại sức của con, chứ không phải là mình muốn cái gì để mình đặt áp đặt lên con. Nghĩ về gia đình, về con thì em cũng có những cái tên cho con rồi đó. Có tên luôn hả? Nào nói thử nghe coi. Nói thử cho bạn trai nghe thôi. Dạ, tại vì mẹ là người khá là quan trọng khi mà đến cái chương trình này, mẹ là người thúc giục con đi. Nhưng mà hôm nay mẹ lại bận việc, mẹ không thể tham gia được. Thì mẹ rất là thích cái vần in. Em tên là Trinh, em của em tên là Bình. Thì sau này em cũng nghĩ là con nó sẽ có cái vần in. Bé gái sẽ là Thảo Linh, còn bé nam sẽ tên là Đức Minh. Thảo Linh giống con tôi vậy. Thì anh thấy có ok không? Đừng nói đặt trai đặt thành quyền Linh nha. Dạ. Nhà trai tên Công mà đúng không? Dạ, Công Minh. Công Minh à. Dạ, Công Minh nó đỡ hơn là Đình Công. Bây giờ Công bước tới nắm tay Trinh ha. Hai người cho nắm tay. Đứng gần hơn chút xíu đi nào. Dạ. Cho anh nắm tay. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh cũng mong là mình sẽ có tạo cho nhau những cái điều kiện, những cơ hội để sau này tìm hiểu nhau hơn. Thì tất cả những cái việc mà anh nói ở đây nó chỉ là nhất thời, chứng minh được hay không nó sẽ là khoảng thời gian phía sau. Cảm nhận về Công suốt cuộc nói chuyện, Trinh thấy thế nào? Dạ thì em thấy là anh Công khá là điềm đạm, chững chạc trong suy nghĩ. Có thể là người này là sẽ là người không chỉ nói không mà người này sẽ hành động nhiều hơn. Anh thấy em cũng hiền dịu, cũng có những cái suy nghĩ sống giống như anh ấy. Thì anh nghĩ là nếu mà tương lai mà có những cái điều kiện tìm hiểu xa hơn thì nó sẽ tốt. Nếu mà ở Củ Chi xa quá thì ví dụ như bữa đó trời nóng nực quá, anh có thể từ Gò Vấp hả? Gò Vấp xuống Củ Chi ăn kem được không? Anh ở ngay chỗ công viên Làng Hoa nên xuống đó cũng không xa lắm đâu. Cũng giáp với quận 12 rồi nên đi xuống em cũng không phải vấn đề. Một khi đã quen rồi thì không nhất thiết là Gò Vấp, ở đâu thì anh vẫn xuống được mà. Hứa nha. Nhau một bài hát đó, tặng nhau một bài vẫn đi. Đứng đó nắm tay đi, vẫn cứ nắm tay hát cho nhau nghe đi các bạn. Các bạn đẹp đôi lắm anh đó. Anh có hát không? Anh hát được chút. Anh hát trước kìa. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh thường mơ, mơ một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em sẽ tặng anh một ca khúc của Bích Phương ha, Mình Yêu Nhau Đi. Hình như anh có gì muốn nói, cứ ngậm ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm ấm. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hãy để chắc chắn anh hãy lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi. Câu này để chút nữa anh sẽ nói liền ở đây luôn nha. Tại vì em cũng hơi hồi hộp quá. Mời các bạn về vị trí đi. Chúng ta để tay vào nút bấm, đưa ra quyết định từ trái tim của mình. Nếu như chúng ta thấy đây là một nửa mảnh ghép, sẽ ghép cùng với cuộc đời của chúng ta thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, có trách nhiệm với nút bấm của mình, quyết định của mình nha. Bấm nút vì chúng ta biết đây là một nửa mảnh ghép của chúng ta. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tại sao về em gái? Em cũng thấy anh Công là rất là dễ thương, hiền lành à, nhưng mà em cũng không thể nào dối cái cảm xúc của mình được. Có thể là hôm nay mình chưa có cảm xúc nhưng mà về sau đó mình có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thật là bất ngờ, tất cả những gì đang diễn ra rất là tốt đẹp. Nhưng mà tôi chợt thấy ra trong ánh mắt cô gái ấy chưa có cảm xúc nhiều lắm. Tôi đã thấy ngay từ giây phút cuối cùng đó. Cũng rất là mong là mình có thể làm bạn với nhau. Tại vì là trong suy nghĩ và tư tưởng về tương lai của mình thì rất là hợp với nhau. Thật ra Công là một người đàn ông rất là bản lĩnh đó. Dạ đúng rồi. Tôi thì tôi thích những người đàn ông đã từng thất bại. Bởi vì sau khi thất bại đó, họ đã nếm trải rất nhiều cái nỗi cay đắng trong cuộc sống này. Và họ vững vàng hơn, họ đứng lên tốt hơn, họ sẽ thành công nhiều hơn. Con cảm ơn Chúa. Chúa tin rằng con sẽ làm được điều đó. Em có thể xin bắt tay em một cái nữa nha. Dạ, cảm ơn anh. Ôi, rất đẹp đôi. Rất tiếc nhưng không sao. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm được một nửa mảnh ghép trong cuộc sống của mình. Sau 14 năm thì cũng đã đến lúc con lớn nó tự lo được cho bản thân và cần tìm được một cái bờ vai để những lúc mình mệt mỏi mình có thể tựa vào, hoặc là những cái lúc mà mình vui vẻ thì mình có thể chia sẻ. Hợp lý. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái.
Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Thái, em sinh năm 1983, quê quán ở ngoài Hải Phòng. Bây giờ thì vào trong này sinh sống trong này, Bà Rịa Vũng Tàu. Thái vào Vũng Tàu lâu chưa? Em vào được 1 năm. Vào với ai? Dạ, em đi vào một mình. Làm gì Vũng Tàu? Em làm cơ khí ạ. Rồi, mời em mời nhà gái. Dạ, chào anh Huyền Linh, chào Ngọc Lan và chào anh Nam. Em tên là Thảo, năm nay em 40 tuổi. Em làm nhân viên kế toán ở công ty vận tải. Hiện tại em đang sinh sống cùng ba mẹ và con trai ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Em sống với con trai hả? Rồi, ưu điểm của em, khuyết điểm của em là gì à, em? Ưu điểm của em thì biết nấu ăn, biết chăm sóc việc gia đình. Có cái nhược điểm gì không? Điểm yếu nào mà hoặc là tật xấu gì đó? Em thì không hút thuốc. Đó, điểm yếu nào mà chỗ đó đó. Rồi, mời nhà, rồi, gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em là em vui vẻ, hoạt bát và là một người trọng chữ tín, cực kỳ đúng giờ. Khuyết điểm của em là em hơi hậu đậu. Tại vì khi mà em làm một cái việc gì em rất là hay bị đổ bể. Nên là tự cảm giác đó là cái hậu đậu của mình và cái khuyết điểm của mình. Em biết nấu ăn nhưng mà tại vì không có nấu được là do nhà có mẹ nấu ngon quá nên là không ai cho nấu hết á. Nhiều khi cho em nấu sợ đổ bể nữa. Dạ, vì sợ đổ bể nên không dám cho nấu nhiều. Em gái con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con em 14 tuổi. Em có gia đình lâu chưa? Em có gia đình được 15 năm rồi. Em ly hôn bao lâu rồi? Ly hôn cũng 14 năm. 14 năm nay em có tìm hiểu thêm một người đàn ông nào không? Trong 14 năm thì cũng có tìm hiểu một vài người. Nhưng mà do là cái xác định từ đầu của em là em không có muốn tiến tới một người nào đó. Vì không muốn chia sẻ tình cảm của mình dành cho con mình, cho bất cứ ai. Nhưng mà sau 14 năm thì cũng đã đến lúc con lớn nó tự lo được cho bản thân. Và cần tìm được một cái bờ vai để những lúc mình mệt mỏi mình có thể tựa vào, hoặc là những cái lúc mà mình vui vẻ thì mình có thể chia sẻ. Hợp lý. Hay lắm, em trai. Mình có thể làm bờ vai cho một người nào đó dựa vào và làm một người nào đó để người khác chia sẻ được không? Dạ, được ạ. Được ha? Dạ. Thái tình duyên sao? Em trước kia thì em cũng có vợ và có hai cháu, ở với nhau được 8 năm. Sau thời gian thì ở với nhau 8 năm thì bây giờ thì kinh tế nó eo hẹp. Thế là em đi xuất khẩu đi làm lao động nước ngoài. Thế là mình đi lao động xa nhà. Thì vợ em có người khác, có một người khác nữa. Em cũng cho cơ hội quay lại nhưng mà người ta nhất quyết người ta đi. Em chia tay được 10 năm. Con em trai gái đủ luôn hả? Dạ, con em hai con trai. Hai bây trai. Giờ một người ở bên mẹ và một người ở bên cha. Trai lớn là nhiêu? Trai lớn năm nay 18 tuổi. Trai nhỏ? Trai nhỏ 14 tuổi. À, đứa nào ở bên ba? Lớn. À, vậy là cũng được, khỏe rồi, con cái cũng lớn hết rồi ha. Dạ. Rồi, đó là cho biết được cái đường tình duyên của hai người. Bây giờ sắp tới chúng ta sẽ đi tìm một cái mối lương duyên mới. Bây giờ là cô gái hãy cho chúng tôi biết rằng là cô mong muốn có một người đàn ông ở bên cạnh mình như thế nào? Em cần một người đàn ông biết chia sẻ, không có gia trưởng. Ví dụ như lâu lâu mình đi nhậu cùng bạn bè thì cũng không sao hết. Tại vì đàn ông thì cũng có những cái giao tiếp bên ngoài. Nhưng mà cái em cần nhất á, là bạn đó phải chung thủy. Tại vì em cũng đã từng bị phản bội. Thứ hai á, là nếu như mà em và anh Nam bên đây có duyên đến với nhau thì khi mà về chung một nhà thì điều em muốn hỏi anh Nam là con em có thể đi theo em hay không? Tại vì con em là cả cuộc sống của em. Sao ạ? Nhà trai trả lời được không ạ? Được chứ. Được ha. Rồi cô gái của chúng ta yên tâm. Thương luôn cả con. Bây giờ nè, ở bên kia là có hút thuốc đó. Em có đồng ý cái điều này hay không? Hút thuốc thì mình có thể từ từ bỏ, bớt từ từ không sao. Được đúng không? Nhưng mà đừng hút trước mặt là được rồi. Hút trước mặt là nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm. Đúng rồi. Bây giờ cô gái cho chị Lan biết là em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Cao thấp như thế nào? Để chị Lan qua chị Lan coi liền. Tại vì em á là cũng thuộc chiều cao trung bình nhưng mà lại thích những cái bạn nam hơi cao tí xíu. Tại vì em thích mang giày cao gót. Mà nếu mà bạn nam nào mà thấp quá thì em mang giày cao gót như vậy thì sẽ cao hơn bạn một cái đầu. Mà em thì lại thích kiếm những cái bạn nam mà cao hơn mình một cái đầu, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Để qua coi bên đây là cao bao nhiêu? Cũng cao hơn. Dạ, cao hơn đó. Còn cái nội tâm bên trong thì hai bạn sẽ tự tìm hiểu với nhau. Đúng rồi. Cái này thì Ngọc Lan chưa có nhận xét được. Anh nghĩ rằng là hai bên cũng đã đừng đổ vỡ rồi. Chúng ta có rất nhiều cái kinh nghiệm để xử lý mọi việc trong hôn nhân. Thật ra là mỗi một lần đổ vỡ, một lần tổn thương, chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ cho cái lần đến đây rồi. Chắc chắn là các bạn cũng đã có những cái phương hướng. Còn mình muốn một người phụ nữ như thế nào? Một người phụ nữ có nghĩa là biết giỏi giang này. Giỏi giang trong tất cả công việc, như chẳng hạn như là công việc ngoài xã hội cũng như công việc nhà, siêng năng. Mình không thích điều gì phụ nữ? Không thích cái đầu tiên là không chung thủy, không thật thà. Rồi. Nhiều người phụ nữ đó khi ăn nhậu rồi là nọ kia đấy. Nhưng nhậu năng năng băng năng băng là không thích. Có nghĩa là một người phụ nữ phải hướng về gia đình nhiều hơn. Phụ nữ truyền thống ha. Cô gái này là người phụ nữ của gia đình đó. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh rể và em gái và các người bạn.
Rồi, xin chào nhà trai ạ. Xin chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Dạ. Tôi là anh rể của cậu Thái. Mà riêng mình đánh giá về cậu là cái công việc là phải nói là chỉnh chu từ đầu đến đuôi. Và hai nữa về gia đình là phải nói là rất là ok. Thứ nhất là nấu ăn, thứ hai là công việc là rất là tốt. Về nhà cửa thì ngoài Bắc có cái, trong Nam có cái, xe cộ là đầy đủ. Nói chung là hai vợ chồng về là chỉ có làm giàu thôi chứ còn đủ ăn thì nói chung là rất là ok. Còn nhận xét cô bên đây thì nói chung là có tướng phu thê đẹp. Giờ thì đã lên đến đây thì nên cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi, nhà gái đi dai. Dạ, em đi với lại ba, mẹ, em trai và con trai. Rồi, hai bác. Chào chú Linh. Chào cô Ngọc Lan. Chào nhà gái. Hôm nay đến đây thì cũng mong muốn cho con gái mình tìm được một cái chỗ để nó nương tựa về sau này. Theo tôi nhận xét về cái chú Nam bên đây thì cái đó là tôi không đánh giá gì hết. Tôi để dành lại cho con gái tôi để nó nhìn nhận chính xác hơn. Cái chuyện đó là tùy vào duyên nợ của nó thôi. Chứ nó một lần nó đổ vỡ rồi thì mình cũng không muốn là dính líu về vấn đề gia đình nữa. Tại vì nó không thể nào nó sống với cha mẹ tới già được. Khi mà cha mẹ mất rồi thì nó phải có một cái chỗ để nó nương tựa. Thì mình muốn mong muốn vậy thôi. Còn cái đó là tùy duyên, tùy nó. Xin hết. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn nhà trai. Đây là con trai của... đây hả? Con trai. Bác Linh hỏi nè. Con tên gì? Dạ, con tên Hải Đăng. Con học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 9. Con có muốn mẹ đi lấy chồng không? Có. Có hả? Con thấy chú này được không? Dạ, cái đó tùy mẹ con. Tùy mẹ con hả? Rồi, được rồi. Cảm ơn con. Hôm nay có cả nhà đi tham gia luôn đó nha. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Nhân này gặp đầu tiên anh tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em tặng anh sen đá. Tại vì em là em rất là thích trồng cái này. Thì hy vọng rằng anh cũng giống như em. Cảm ơn. Chúng ta cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đó. Thấy thế nào? Dạ, người phụ nữ rất là xinh xắn, rất là duyên dáng, rất là đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Thì lúc đầu em tham gia chương trình thì em có nói với chương trình là thứ nhất không quá lùn, thứ hai là không quá mập, thì anh này là cũng hợp với em rồi. Em thì nói trước giờ là em không thích hút thuốc, nhưng mà em không thích, đó là sở thích của em. Còn sở thích của người ta thì mình không thể bắt buộc người ta phải thích theo mình. Nên là vấn đề anh hút thuốc thì em cũng không ý kiến gì hết. Nhưng mà nếu anh bớt được thì bớt, tại vì đó là tốt cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Còn anh? Anh bối rối quá, không biết hỏi cái gì. Bây giờ cái hẹn hò mới quan trọng, bởi vì hai người gọi là khoảng cách đó. Thế nào? Em bối rối quá không nói được anh. Bây giờ nhà em ở đâu nè? Ở đâu? Dạ, em ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, ở đây là ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. Thuộc quận mấy? Dạ, quận 12. 12, cái khoảng cách đó. Thật ra người ta yêu nhau nửa vòng trái đất còn được mà. Thành ra bây giờ ở Vũng Tàu, em đến quận 12 bằng cách nào? Em có thể nói cô ấy một tháng tới một lần, hai lần, hay là bây giờ cái phương tiện yêu nhau nó cũng dễ rồi, mở mạng xã hội lên gặp nhau hàng ngày hàng giờ luôn. Dạ. Đó, giờ cho cô một cái điểm tựa nào đó. Còn cách vị trí địa lý thì không quá xa. Đi thì phương tiện giờ đi thì nó cũng rất đơn giản. Trước hết thì mình làm bạn với nhau thì mình có thể xuống chơi một tuần một lần hoặc là một tuần có thể hai lần được. Công việc của anh là công việc gì vậy? Anh làm bên cơ khí, chuyên cơ khí. Vậy công việc của anh có rảnh rang vào cuối tuần không? Chủ nhật anh nghỉ. Thường thì chủ nhật thì em cũng đi làm nhân viên nên là một tuần em chỉ được nghỉ nửa ngày thứ bảy và một ngày chủ nhật. Em cũng là một người rất là thích biển thì cũng thích hay đi du lịch lắm. Em thấy là cái khoảng cách địa lý này nó cũng không quá xa thì mình có thể là đi, nếu mà đi ô tô thì tầm không tới 3 tiếng, còn đi tàu cao tốc thì hình như cũng tiếng mấy à. Thì nếu như mà mình trước tiên mình sẽ làm bạn, mình sẽ tìm hiểu lẫn nhau, mình cho nhau thời gian để xem đối phương như thế nào. Có thể là một tuần hai tuần mình thay phiên nhau đến thăm nhau. Thời gian thì anh làm lao động tự do, thời gian thì nó rất dễ dàng. Công việc thì cũng có thể gác lại một bên được để cho mình gần gũi hơn, tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Bây giờ Thái bàn thử xem, nếu lấy nhau thì hai người ở đâu? Do bạn gái quyết định ạ. Giờ bạn em nói đi, em đã chuẩn bị gì để lấy vợ rồi? Anh chưa chuẩn bị cái gì nhiều lắm, bình thường thôi. Anh mới vô đây cũng khá còn nạ nhiều thứ. Chỗ ở thì cũng có rồi, phương tiện đi lại thì cũng có, cũng không đáng ngại lắm. Thì em quyết định thôi. Thì cái chuyện này tùy duyên đi. Nếu mà bây giờ mà anh hứa anh về Sài Gòn với em, hoặc em hứa em về Vũng Tàu với anh, nhưng mà cái lời hứa quan trọng có thực hiện được hay không. Nên là bây giờ trước mắt là mình cứ tìm hiểu lẫn nhau. Ví dụ anh hỏi này, ví dụ những cái công việc em làm thường ngày ấy,
Mà chẳng hạn như bây giờ là em về Vũng Tàu em ở đi, thì nó có liên quan gì đến công việc nhiều lắm không? Nếu như em về Vũng Tàu em ở thì chắc chắn là công việc ở đây em không làm được rồi. Không làm được, không làm được thì chuyển về cái Vũng Tàu làm. Đúng rồi. Bây giờ ở đâu cũng công việc nó cũng rất là đơn giản. Dạ. Em lựa chọn thích ở đâu cũng được hết á. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Em là một người rất là nóng tính. Khi mà một cái chuyện gì xảy ra thì em phải giải quyết liền. Em không thích ôm cái cục tức ở trong người. Nếu mà em với anh, thí dụ như trong cuộc sống mà có va chạm, có cãi nhau, thì mình nên ngồi lại với nhau và đưa nhau những cái khuyết điểm của nhau để mình sửa đổi. Chứ không phải là mình cứ im lặng để cho những cái mà sai của mình càng ngày càng phát triển. Thì trong một cái mối quan hệ đó thì sớm muộn gì mình cũng sẽ tan vỡ thôi. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai là em không biết nũng nịu đâu nha. Nhưng mà không nũng nịu nhưng mà vẫn ngọt ngào nha. Em là một người phụ nữ rất là men. Em làm được mọi việc. Nhưng mà đối với cuộc hôn nhân trước em tự gánh mọi việc rồi, nên là bây giờ em muốn cùng một người chia sẻ với em làm được. Nhưng khi mà có ai chia sẻ với em thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Mình là người rất là bình tĩnh, không có nóng vội, bình thường thôi. Bây giờ nóng cũng đâu có được đâu. Cho em hỏi thêm một điều là anh có gia trưởng không? Cái gì mình làm đúng thì mình bỏ đúng, và cái gì mình làm sai bỏ sai. Và cái gì mình sẽ, nếu mà sai thì mình phải tự nhận cái sai. Mình không được cái sai mà mình cứ cố bảo thủ mình đúng. Mình đứng trước cái lỗi lầm mà mình nhận, chứ mình nhận và rút kinh nghiệm, chứ không có đổ cho một người khác, hoặc đổ cho người khác, hoặc là dồn dãy trách nhiệm cho một ai cả. Bây giờ Thái bước tới nắm tay bạn gái đi nào. Hả? Hai người nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau. Đây là giây phút chúng ta có thể giao lưu cảm xúc với nhau đó. Thái có thể hát một câu nào đó, hoặc là em gái có thể hát câu nào đó để tặng cho nhau đi. Thái yêu lấy một người bình thường, để đêm về thì thầm nhớ thương. Cuộc đời này rồi sao cũng vậy. Em hát được một đoạn không? Được. Em thấy sao? Em nói cho anh nghe đi. Em thấy anh là người sao? Theo em thấy thì anh Thái cũng có lẽ là hiền. Thì trước mắt là mình thấy là hiền rồi đó, trong cái cách nói chuyện. Và khi anh Thái nắm tay em thấy rõ ràng là anh Thái rất là run. Vậy là em bản lĩnh hơn Thái rồi đó. Dạ. À, em cần những người vợ bản lĩnh hơn em. Dạ. Để bù lại những cái quyết định của em. Rồi, được rồi. Về vị trí các bạn. Mời hai anh chị về chỗ. Bây giờ qua cuộc nói chuyện cùng với góp ý người thân đó, các bạn nhắm mắt lại đi, kiểm tra lần nữa xem người này có phải là người mình sẽ nắm tay đi suốt cuộc đời hay không? Người này có duyên nào với mình hay không? Cảm giác đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Nếu chúng ta nhắm mắt lại và kiểm tra đúng một vài điều đó, chúng ta bấm nút ngay. Còn nếu không phải, chúng ta không cần bấm nút nha. Rồi, sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Với cặp đôi này thì hai MC cũng không cần phải nói quá nhiều, bởi vì hai anh chị đều đã có những cái kinh nghiệm cũng như là những cái cảm xúc ở trong cái câu chuyện tình cảm của mình rồi, nên là chúng tôi không cần phải can thiệp nhiều quá. Một nụ hôn đầu tiên nào. Chúc chàng trai Hải Phòng sẽ có tình yêu hạnh phúc càng sớm nha, càng tốt nha. Hai chúng ta hãy cứ tìm hiểu nhau trước, và nếu như mà tiến tới xa hơn lập gia đình thì hiện tại thì anh đã có nhà ở ngay Gò Vấp rồi, và nếu như được thì mình có thể cùng nhau dọn về ở cùng và lập gia đình, cũng như là sinh con và tính tới chuyện nuôi dạy những đứa trẻ. Anh muốn con mấy đứa? Thì trước mắt thì anh cũng như là ba mẹ anh luôn á, là mong muốn có hai đứa, một trai một gái. Và không đâu em, đứa nào cũng là con của mình hết. Thì hiện tại tên ngay là em ở một mình hay là em ở với ai? Dạ em ở với bạn ạ. À giờ em cũng là sinh viên mà đâu đã đi làm đâu. À hồi nãy nghe nói là em có đi làm thêm ở nhân sự ở chỗ nào? Ở công ty của cậu. À là có em làm full time không hay là chỉ là? Dạ không, em làm ấy thôi ạ, làm giúp cậu thôi ạ. À ok. Chứ không phải là full time thì em không làm đâu, em đi học nữa mà sao làm full time được. Em chỉ giúp cậu thôi chứ không có ấy. Vậy là chủ yếu là em đi học mà chủ yếu. Hiện tại bây giờ em đang là năm 3 chứ hả? Dạ, năm 3. Vậy, vậy thì nếu như mà cũng biết hoạch thì sẽ là năm sau ra trường. Dạ, đúng rồi. Năm sau ra trường, rồi xin việc các thứ
nhưng mà nếu như có tốt việc thì em xin công ty của cậu làm luôn được. À vậy công ty của cậu em ở chỗ nào? Công ty của cậu em ở bên chi nhánh ở bên Phú Nhuận anh. À vậy cũng gần Bình Thạnh qua đó cũng không có xa lắm. Dạ, nhưng mà em làm online chủ yếu. Ừ. Dạ. Làm online chủ yếu em cũng muốn qua bển nhiều. Ừ. Thì giúp cậu giúp sơ sơ thôi à, giờ cũng cần người quá. Quản lý. Anh muốn hỏi gì nữa không? Ừ. Vậy thì lịch học của em là từ thứ hai tới thứ sáu. Đó, em học là học theo ca. À. Là ví dụ như học 7-9 là học từ 12 đến 3 giờ là em nghỉ học theo ca chứ không phải là học full như người ta. Ừ. Thật sự là em cũng có nhiều thời gian. À. Nhưng mà sang năm tư thì chắc cũng ít lại. Năm tư thì thực tập. Dạ. Ừ. Vậy thì thứ bảy chủ nhật em rảnh chứ hả? Dạ, nếu rảnh thì cũng rảnh, em nói chung là cũng làm hết rồi chứ. Nói chung em cũng làm hết rồi chứ không có rảnh. Nếu như mà anh nói trước thì có thời gian sắp xếp được thì ấy. Chứ mà nó tới rảnh thì em ít lắm. Ok. Thành em mới nhờ chương trình nè. Nghĩa là ít có thời gian rảnh đi tìm hiểu rồi thì em mới nhờ chương trình tìm cho mình một người á. À, thì như nãy chia sẻ đó là công việc của anh từ thứ hai thứ bảy. À thứ bảy anh làm cách tuần, một ngày làm ngày nghỉ. Thì đa số sẽ rảnh vào thứ bảy chủ nhật á. Thì nếu được thì hy vọng là thứ bảy chủ nhật mình có thể cùng nhau đi vô gói để mà tìm hiểu nhau. Dạ. Ừ. Thì cũng được. Nói chung là cũng được. Nói chung là sau chương trình thì mình sẽ thấy kiểu tìm hiểu nhau thử. Chứ thời gian ngắn chương trình thì nó là không đủ để hiểu về nhau nhiều hơn. Ừ. Dạ. Anh có câu hỏi là không như gói thôi. Có gì sau này bên ngoài mình sẽ tìm hiểu thêm. Ừ. Dạ, sau này tìm hiểu thêm ha. Ừ. Dạ thì cũng được. Vậy để xong. À, là hết, thật sự là hết rồi ha. Ừ. Trước mắt là vậy ha. Có hỏi gia đình đồ ba mẹ như nào đồ không ạ? Ừ. Nãy anh cũng muốn nghe em chia sẻ là hiện tại bây giờ ba mẹ em sống ở dưới quê. Dạ. Ừ. Em là con gái một hay con một hay sao? Nhà em có hai anh chị em. À là em là con đầu. À chứ là có một đứa em nữa. Em trai. Không, gái. Em gái. À là em có sống lại ba mẹ luôn hay sao? À đúng rồi, đứa em sống nó còn sống lại ba mẹ á. Còn em thì một mình vô Sài Gòn tự chiến đấu thôi. Rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ ai đâu giúp mình. Chính xác. Dạ. Vậy thì ba mẹ em ở dưới có là còn đi làm không hay là... Dạ, còn đi làm không. À. Còn công tác, kiểu một người là công chức đó là thành cũng 65, 6 mấy thì mới về hưu chứ giờ chưa có về hưu. Ừ. Còn ba mẹ anh thì sao? À, ba anh thì về hưu rồi, còn mẹ em, còn mẹ anh thì vẫn còn đi làm. À, còn đi làm, là chưa tới tuổi đi chưa về. Còn mấy năm nữa về anh? À, mẹ anh còn khoảng 2-3 năm nữa. Ừ. Cũng sắp rồi. Ừ. Dạ. Nhà bữa lúc nãy em có nghe là nhà tới mấy chị, 4-5 anh chị em đúng không anh? 4 người. À, 4 người. Anh là thứ ba đó. À. Mà trước anh là có 2 người chị, sau anh là có người em gái nữa mà lấy chồng hết trơn rồi. Theo chồng. Bỏ lại mỗi mình anh. Đúng rồi. Bởi vậy ba mẹ cũng hối có cháu nội lắm. Nhưng mà mình thì cứ từ tìm hiểu cũng được. Dạ. Thì thử kỹ để mà xác định lâu dài với nhau. Dạ. Trong công ty không có nữ hả? Trong công ty á sao? À, thực chất thì công ty anh có nhiều bạn nữ á. Nhưng mà thứ nhất á, là anh không có muốn quen người trong công ty. Dạ. Thứ hai là mấy bạn nữ trong công ty anh cũng còn trẻ con ham chơi lắm cho nên chưa nghĩ tới chuyện lâu dài. Ừ. Vậy là chắc bằng nữa chắc không cần tụi em chứ nhiều đâu. À đa số là trên Z thôi. À, chủ yếu là 99-2K là chủ yếu. Dạ. Ừ. Chắc hết giờ. Đây em đọc trước, bạn này đọc sau. Mỗi người một là lá bài.
đọc lên cho đối phương để đối phương thực hiện. Từ từ, từng em một để tập trung chuyên môn nghe bên đây trước. Nếu biết người yêu bạn nhắn tin tâm sự với người yêu cũ bạn, bạn sẽ làm gì? Nếu biết người yêu bạn nhắn tin với người yêu cũ để tâm sự, bạn làm gì? Gọi không? Có tâm hỏi. Trước hết thì nếu như mà thực sự cái tình huống có xảy ra thì em sẽ gặp mặt để mà nói chuyện bạn nữ trước. Bởi vì khi mà chuyện có xảy ra thì có thể là mối quan hệ đang có vấn đề. Dạ. Còn mà... sao mà nó không tâm sự với mình, mới tâm sự với kia. Dạ. Coi lại mình đi. Dạ, chính xác ạ. Và nếu như mà em hỏi bạn nữ coi, nếu như mà thực sự có cần em thay đổi hoặc là làm tốt hơn một chuyện gì đó không? Nếu như mà trong khả năng em có thể thì em hoàn toàn có thể thay đổi cũng như là làm tốt hơn những điều mà mình đang còn thiếu sót. Và còn trường hợp, giả sử trường hợp xấu xảy ra là bạn nữ đó vẫn còn mối quan hệ với người cũ thì thật sự là lúc đó là em sẽ nói chuyện tiếp tục với bạn nữ để mà coi thử coi sau này tương lai hai người sẽ như thế nào, có thể hòa giải được chuyện này không. Nếu như không thì như thế nào đó thì cả hai có thể tự dàn xếp với nhau. Dàn xếp là sao? Dàn xếp thế nào? Vậy nếu như theo em á, thì nếu như mà một khi mà cả hai không còn tình cảm với đối phương nữa thì nên tìm một người mới để mà bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Có nghĩa là trước tiên mình cũng phải tìm hiểu, coi lại chính mình trước, rồi dạ, cũng tìm hiểu tâm tư nguyện vọng bạn gái, rồi cũng hòa giải núm níu, mà không được nữa là thôi chia tay, giải tán mưu sinh. Dạ. Đúng không? Dạ. Dứt khoát rõ ràng. Ừ. Đúng không? À. Sao thấy ý của anh vậy thì ý của em thì em như thế nào? Nếu ngược lại em phát hiện bạn trai của mình nhắn tin với bạn gái cũ thì em sao? Dạ thì chắc là cũng có cái gì khúc mắc ở đó thì mới nhắn lại. Em chấp nhận tha thứ một lần. Dạ. Nếu như mà lần thứ hai như vậy nữa thì chừng nào mới đi. À, có nghĩa là cũng sẽ cho một cái hướng để giải quyết, hỏi coi như thế nào. Dạ. Và cũng tha thứ. Dạ. Chà, toàn là những con người rộng lượng không à. Vỗ tay cho các bạn trẻ rất là rộng lượng. Rồi, tới phiên em, học lên, lớn lên. Cái gì? Gì mà cười vậy? Chọn hành động sau đây để có phương thực hiện. Một là hôn má. Hai là bồng nguyên một vòng. Ba là massage cổ vai gáy tự do. Lựa đi. Em á, chọn đi. Dạ, massage cổ vai gáy tự do. Mời em. Em cũng nghĩ vậy. Em cũng nghĩ vậy hả? Sao kêu ta bồng mình đi vào thử sức khỏe. Tội ảnh chị. Rồi qua đây. Chứ ai ngu gì mới gặp cho đi hung má đúng không? Dạ đúng rồi. Có massage cho sao mà tối nay về liệt cái cơ cổ luôn cho chị. Rồi thụ đi. Trời ơi, ba tay mà cũng mạnh. Ba cũng mạnh bạo dữ ha. Hưởng thụ không em? Cũng hay massage cho bố mẹ em nha. Sao em cảm nhận như thế nào em? Tao biểu đi chứ. À, thích chị. Thích chị. Cái tay này cũng có nghề quá ha. Được ha. Rồi mốt về làm cho ba kìa. Trời, ba dưới nghe thích, nghe con tay thích cái ba cũng khoái luôn dưới kìa. Quá trời của đất mình. Nghề của em á chị. Vậy hả? Được, có ai massage cho em không? Dạ chưa vậy. Chưa hả? Dạ. Nay là người tôi cảm nhận thấy sao? Dạ em cảm thấy bạn nữ có tay nghề và có thể xoa dịu mệt mỏi sau một ngày đi làm. Ủa sao dịu mệt mỏi sao xong thấy có vẻ duỗi dây ra coi thoải mái mà thôi, rút dây lên vậy. Rồi bây giờ mời em qua massage lại cho người ta coi được không? Ủa nam nữ bình đẳng, người ta đi làm gì cũng mệt vậy. Không, nhưng mà em sợ bạn nghĩ ngại. Đâu có gì đâu, em massage cổ thôi mà. Phẻ có gì đâu. Mời em. À. Đâu có phải làm cha mà. Phải có cảm nhận thủ chứ. Trời, thấy tay này còn yếu hơn tay cổ nữa đó. Tay cổ làm còn mạnh bảo hơn nữa đó. Được không em vô? Dạ được, dạ được. Em không? Mình cũng cần mà đúng không em? Đúng rồi. Em hốt đi làm gì mệt, có bạn trai mặt xa đứng lưng cũng đỡ lắm chứ. Dạ rồi. Rồi, được. Về ha, đủ ha. Rồi, vô đồ ăn giùm chị em ơi. Rồi, ngày hôm nay á,
Ngày hôm nay là có bác trai ha, là ba của anh trai đi theo. Thì bây giờ mời bác vào trong này, tôi kêu bằng chú cho nó trẻ. Mời chú ơi, mời chú vô trong này tâm sự với các tường nha. Dạ, mời chú. Dạ, vô chú. Trời ơi, cô mời rồi còn chưa vô, còn sao nữa chú ơi. Hồi nãy chú nói lâu lắm mới gặp các tường phải không? Mời chú vô đây. Hả? Bạn trai ngồi thẳng lên cho đẹp trai. Dạ, con chào chú. Dạ. Chào các tường. Dạ. Em xin các tường. Dạ. Chú là năm nay nhiêu tuổi chú? Dạ, 68 tuổi. 68. Dạ, cũng nhỏ hơn ba cái các tường, có 3-4 tuổi thôi. Trời ơi, mà chú có cặp lông mày đẹp ghê ha. Lông mày mà bạc 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 đẹp dễ sợ. Chú là đang sống ở đâu? Dạ, đang sống ở Gò Vấp. À, gặp các tường cũng sống ở Gò Vấp luôn. À, dạ. Dạ. À, các chú tường là sống ở đường nào? Dạ, con ở gần bệnh viện Quang Trung á. À, bệnh viện Thống Nhất á, lộn. À, bệnh viện. À, lộn nữa. Dạ, bệnh viện Hồng Đức. Bệnh viện Hồng Đức. Dạ, bệnh viện Hồng Đức ở đường Quang Trung, Thống Nhất. Con hay lộn. Tôi giờ đi chỗ nhà thờ Nhân á, nó đường Mai Đức Thọ. Dạ, dạ, dạ. Rồi hồi nãy giờ chú ngồi dưới nghe con trai trên này đi tìm bạn gái thì không biết là cảm xúc của chú như thế nào? Dạ, trước hết xin cảm ơn MC Cát Tường. Tôi ở lên truyền hình thấy Cát Tường Hoa bây giờ phải sống thực tế. Dạ. Thực tế. Cát Tường rất là xinh gái. Dạ, cảm ơn chú. Rất là dễ thương. Dạ. Và hôm nay cũng cảm ơn ban tổ chức. Dạ. Và hôm nay cảm ơn Cát Tường và ban tổ chức đã lựa chọn chương mục hai em rất là sừng đôi. Dạ. Dạ, đây hôm nay là một cái duyên. Dạ. Còn không biết cái nờ, còn sau này. Dạ đúng sau, rồi. Sau này không biết sao. Dạ. Dạ, trước hết thôi anh cuối xin cảm ơn Cát Tường và ban tổ chức. Dạ. Nhưng mà giờ nè, cũng mẹ cuối năm rồi mà chú không được bên con trai chú nghe. Bây giờ chú khai thiệt con trai chú có tật xấu gì không? Dạ, con người thì ai bỏ tật tốt tật xấu cả. Dạ. Mà con trai tôi thì thật sự mà nói về các từ mà thật bia không, thuốc lá không, cà phê không. Dạ. Chỉ có đi làm, ngày nào nghỉ thì chỉ có rảnh tôi đi uống cà phê. Dạ. Rồi về thì cả nhà tôi vẫn cho đi. Còn nhà tôi anh em tôi sống rất khốn khổ và yeah, rất là giáo dục con cái theo tinh thần đạo đức và ấy. Chú ở miền Trung là ở chỗ nào rồi chú? Dạ tôi ở Huế. À, các tôi cũng Huế luôn. Yeah. À, sao nãy giờ trùng nhiều vậy ta, Gò Vấp rồi Huế luôn vậy ta. Yeah, yeah. Trùng hơi nhiều. Dạ ba mẹ con cũng là ở Huế hết. Sống ở Huế nhưng mà khi mà trường thành cái vừa học sống cha mẹ nuôi ăn học sống thì vào ở miền Nam học nghiệp. Dạ. Và tôi lấy vợ ở Thị Nghè. À, lấy vợ Thị Nghè. Dạ, nó ở trong này. Thị Nghè năm nay là bốn với 47 năm rồi. Dạ, dạ, dạ. Con gái tôi còn được 4 người con. Dạ. 3 người con gái, 1 người con trai. Dạ. Người con trai thì suốt ngày gần gũi bên cha nhiều. Dạ. Cho nên là bây giờ mới chưa. Yeah. Có bạn gái ha. Dạ, yeah, còn ba người con gái thì đi mấy chồng xa hả? Dạ. Một chị gần ngõ thì mấy chồng ở Mỹ. Dạ. Yeah. Còn một người con gái đâu thì mấy chồng ở quận 12. Dạ. Yeah. Còn một con gái Úc thì mấy chồng ở Huế. Dạ. Dạ. Rồi, gia đình đúng là vậy. Dạ, yeah. rồi còn mẹ của em là... Dạ, mẹ thì bây giờ đang đi làm việc ở làm ở khách sạn năm cũng 17 năm. À, dạ, dạ, dạ. Dạ, bây giờ hai mẹ con đi làm, còn tôi ở nhà. Dạ. Nó chuyện đẹp nức. Vậy là con trai giỏi giống bà rồi. Giờ mong muốn của chú là mong muốn con dâu mình như thế nào? Dạ, tôi mong muốn dâu tôi thì mong muốn dâu trước hết á. À, dâu hiền, còn rể thì rể thảo. Dạ. Dạ, tôi mong đầu tiên và đạo đức. Và tôi cũng kể là gọi như giàu nghèo. Dạ. Chuyện giàu nghèo là do bàn tay của hai con tạo dần nên. Dạ. Dạ. Tôi chỉ mong muốn cho con sống hạnh phúc. Dạ. Sau này thành vợ chồng sống hạnh phúc. Dạ. Đó là điều mà tôi mong cha làm mẹ. Rồi tôi mong muốn nhất. Dạ. Còn sau này của vài tuổi mà
chỉ còn người con, tôi xin bàn giao. Bàn giao, dạ. Cho con trai em. Dạ. Còn tôi đất đai tôi chia cho con gái. Dạ. Mà xong. Xong. Mà cuộc đời kể như là chấm hết. Dạ. Thế hôm nay là chú cảm nhận như thế nào, nhận xét như thế nào về cháu gái mà chương trình giới thiệu cho con trai mình? Dạ, hôm nay tôi còn nói rồi. Dạ. Đẹp đôi. Dạ, cảm thấy rất là đẹp đôi và rất là sừng đôi. Dạ. Mà không biết mà cái này mà tôi đã nói với cả tư hôm nay rồi, cái này là một cái duyên. Dạ. Còn cái đầu sau này tùy hai đứa nữa. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi vậy cảm ơn những cái nhận xét của chú nha. Thì các Tường cũng làm tráng tròn cái trách nhiệm của mình thôi, là dạ, tạo cái cơ hội cho hai em nó gặp nhau. Còn cái chuyện mà có nên đi được với nhau hay không, có hẹn hò, có chọn nhau hay không, đó là chuyện của các bạn. Các bạn trẻ thì mình cũng nhiều khi cũng không có quyết định thay các bạn nó được, không xen vào được. Thì trước mắt là Tường xin cảm ơn chú đã dành thời gian đến với chương trình. Chúc cho tôi, cho chú cũng là năm mới được nhiều sức khỏe, mọi sự được bình an. Chúc cho gia đình luôn luôn là đầm ấm và vui vẻ. Cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn Tường bán tổ chức. Dạ, cảm ơn chú ạ. Dạ, mời chú. Rồi, sao? Nghe ba nhận xét vậy? Cảm ơn con. Dạ. À, nghe ba nhận xét vậy thì thấy sao, trong người thấy sao? Thứ nhất là ba em đã nói rất đúng về hoàn cảnh hiện tại cũng như là